Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Ngũ Hành Tôi Thiếu Em của tác giả Tây Tử Tự. Hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé. Chương 37 Chương 37, Tuệ Minh Nhang vừa gãy, bóng đen lơ lửng giữa không trung phát ra tiếng kêu gào thảm thiết rồi lập tức tan biến. Hiển nhiên linh hồn mà Lâm Trục Thủy ép buộc đến đây đã bị kẻ chủ mưu tiêu diệt. Tuy Lâm Trục Thủy không nhìn thấy nhưng chắc chắn cũng đã cảm nhận được. Hắn nhếch miệng lạnh lùng cười, đoạn đưa tay vào ngực áo lấy ra tấm mệnh bài tìm thấy trên cầu, nói với Lưu Hương đã tắt, Ngươi thật sự tưởng rằng ta không biết ngươi đang có âm mưu gì ư? Hắn cắn ngón tay trỏ của mình, sau đó ấn lên tấm gỗ đỏ ối như máu nọ. Chu Gia Ngư chứng kiến rõ ràng nơi tiếp xúc với máu của Lâm Trục Thủy phát ra tiếng, xèo xèo. Phần gỗ đen lại, thậm chí bốc khói, trông như vừa bị cháy. Mệnh bài lại tràn ra máu tươi đỏ rực. Do nhiệt độ quá cao nên chất lỏng lập tức bốc hơi, chỉ để lại vệt bẩn đen đúa trên mặt gỗ. Đôi môi nhạt màu của Lâm Trục Thủy hãi còn dính chút máu, khóe miệng hắn cong cong, nụ cười xinh đẹp một cách ma mị, ngươi định chọc giận ta để ta phá hủy mệnh bài. Ha ha, để ta đoán xem, đường thẳng, hai bụi cây, trời quang đãng. Ngươi giấu thi thể ở một nơi gần đây phải không? Không có tiếng đáp lại, nhưng Chu Gia Ngư cảm nhận được bầu không khí đang ngưng đọng. Ngoại trừ cậu và Lâm Trục Thủy, có một kẻ thứ ba đang tồn tại trong căn phòng nhỏ này. Kẻ đó tấn công Chu Gia Ngư, tiêu diệt linh hồn của Lý Vân Dật, mục đích là khiến Lâm Trục Thủy tức giận, tiếc rằng lại bị hắn phát hiện. Nếu ta phá hủy mệnh bài của Diễm Hồng Tụ thì làm sao tìm được ngươi? Lâm Trục Thủy cười lạnh, nhưng dù vậy, không có nghĩa là ta không thể làm gì các ngươi được. Sau khi mệnh bài bị Lâm Trục Thủy phát hiện, kẻ định hồi sinh Diễm Hồng Tụ bèn giờ chiêu, đánh nhanh rút gọn muốn xui khiến lâm trục thủy phá hủy mệnh bài bây giờ kế hoạch đã thất bại quyền chủ động lại trở về tay lâm trục thủy nếu muốn trốn thì hãy trốn nhanh lên lâm trục thủy lạnh lùng nói bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận hắn vừa dứt lời gió mạnh chợt quay cuồng gào thét lạ lùng làm sao tuy chu gia ngư cảm nhận được luồng gió ấy nhưng đồ đạc trong phòng chẳng hề suy xuyển từ rèm cửa sổ giấy để trên bàn, thậm chí đóng tàn cho ban nãy vẫn lặng lẽ nằm đó không nhúc nhích. Lâm Trục Thủy phiền chán quát, cút. Cơn gió lập tức biến mất, xung quanh lại trở nên tĩnh lặng. Chu Gia Ngư đứng bên cạnh không dám lên tiếng, thấy tâm trạng Lâm Trục Thủy không tốt bèn dè dặt nói: Tiên sinh, để tôi thu dọn đồ trên bàn giúp ngài. Lâm Trục Thủy gật đầu, ừm. Chu Gia Ngư vứt hết nhang gãy và cho bụi vào thùng rác đặt lưu hương lên thành cửa sổ. trong lúc cậu loay hoay dọn dẹp, lâm trục thủy dựa vào tay ghế, đưa tay chống cằm, dường như đang suy nghĩ điều gì. chu gia ngư dọn dẹp xong xuôi, hỏi hắn còn cần mình giúp gì nữa không. lâm trục thủy đáp, vậy là được rồi. cậu về đi, dặn thẩm nhất cùng sáng mai dậy sớm. nhà họ giang mời cao tăng đến, tôi dẫn hai cậu qua xem. dạ dù hơi ngượng ngùng nhưng cuối cùng chu gia ngư vẫn thổ lộ những lời trong lòng mình tiên sinh thật lợi hại tôi tôi rất thích ngài tôi ngưỡng mộ ngài nói rồi cậu chẳng dám nhìn phản ứng của lâm trục thủy vội vàng bỏ chạy lâm trục thủy bất đắc dĩ nghe câu tiên sinh thật lợi hại thì chợt nhớ đến một ngày nào đó lúc ai đó uống say quậy tưng bừng hôm ấy hắn phải nghe được ba bốn câu tiên sinh ngài thật sự là người tốt ấy chứ xử lý người giấy bảo toàn tính mạng lại được ở cùng lâm trục thủy một lúc lâu sau khi làm tròn số lẻ chu gia ngư cảm giác mình đã lời to sái bát nghe phương pháp làm tròn của chu gia ngư thì chỉ muốn quỳ lại cậu chu gia ngư tư duy toán học của anh quả là vi diệu suýt toi mạng mà hãy còn lo làm tròn chu gia ngư thật ra trên đời không có chuyện suýt toi mạng đâu chỉ có hai trạng thái là sống hoặc chết mà thôi sái bát giỏi anh giác mộ hơi bị cao rồi đấy lạc quan được thế này cũng là một loại tài năng ra khỏi phòng lâm trục thủy chu gia ngư bèn đi tìm thẩm nhất cùng ai rè tâm trạng thẩm nhất cùng không tốt trông cậu chàng có vẻ buồn bã thế nào cậu sao vậy chu gia ngư hỏi thẩm nhất cùng nói tôi thấy mình sao mà vô dụng quá nếu tối hôm qua tiên sinh về chậm một bước có lẽ anh đã chết thật rồi thôi không sao ai gặp chuyện này mà chẳng hoảng loạn cậu đừng để bụng rèn luyện vài năm nữa là được cơ mà nói thật trước đây tôi cũng từng theo tiên sinh bôn ba nhiều nơi nhưng chưa bao giờ đụng phải mấy thứ này từ khi đến đây anh đúng là giúp tôi mở mang tầm mắt chu ra ngư thế trước đó mọi người làm những việc gì thẩm nhất cùng ngẫm nghĩ chốc lát xem phong thủy hoặc xem bói các kiểu chu gia ngư nói thật cậu cũng rất mong một cuộc sống bình yên như thế thẩm nhất cùng chỉnh đốn tâm trạng nhanh chóng vui vẻ trở lại cậu chàng bảo mình phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi một ngày nào đó sẽ trở nên mạnh mẽ đáng tin cậy hệt như lâm trục thủy vậy chu gia ngư vỗ vai cậu nhóc tỏ ý động viên hôm nay lâm trục thủy vẫn cho phép hai người nghỉ xả hơi nhưng cả hai chẳng thiết tha chơi bởi gì nữa, thành thử chỉ du rú trong phòng. Chu Gia Ngư đi ngủ rất sớm, một đêm ngon giấc. Sáng sớm ngày tiếp theo, Lâm Trục Thủy dẫn Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng đến chỗ cây cầu. Cây cầu đã bị phong tỏa, ít nhất phải nửa tháng nữa mới hoạt động bình thường để cao tăng siêu độ cho những âm hồn vất vưởng. Khi ba người Chu Gia Ngư tới thì người ta đang chuẩn bị cho lễ cầu siêu, đồ cúng bày biện khắp nơi có cả bàn cúng và đệm hương bù. Chẳng mấy chốc, một đoàn xe ô tô màu đen tiến đến cây cầu, sau đó có mấy anh vệ sĩ bước xuống. Chu Gia Ngư nhìn khung cảnh rầm rộ như thế, kinh ngạc thốt lên, wow! Hoành tráng quá! Thẩm nhất cùng chỉ cần liếc mắt đã biết lai lịch của người nọ, cậu chàng sững sờ, không ngờ nhà họ Giang lại mời hòa thượng của thanh đàn tự. Chu Gia Ngư, thanh đàn tứ, nổi tiếng lắm à! Thẩm nhất cùng giải thích, vô cùng nổi tiếng trong giới chúng ta, nghe nói không oán linh nào mà ngôi chùa này không siêu độ được. Đường lúc nói chuyện, cả hai bắt gặp một người mặc áo cà sa bước ra khỏi xe. Mắt của Chu Gia Ngư vẫn chưa khỏi hẳn, khi đối phương đến gần, cậu mới phát hiện vị hòa thượng mặc áo cà sa hãy còn rất trẻ. Đối phương có gương mặt tuấn Mỹ, tỏa ra hơi thở thánh khiết nơi cửa Phật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Giang thập cửu và Giang thập lục cũng lần lượt theo sau, biểu cảm của họ có chút vi diệu. Giang thập lục nén giận, trừng mắt nhìn Giang thập cửu, còn Giang thập cửu thì có vẻ mệt mỏi chán nản, thậm chí không kịp cạo sạch dâu trên cằm. Lâm trục thủy cũng biết có hòa thượng ở thanh đàn tự đến nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, còn vị hòa thượng kia lại chủ động bước về phía hắn. Chào Lâm thí chủ, vị hòa thượng chắp tay trước ngực, cúi chào Lâm trục thủy. Lâm Trục Thủy, đã lâu không gặp, Tuệ Minh. Đã lâu không gặp, vị hòa thượng mà Lâm Trục Thủy gọi là Tuệ Minh mỉm cười, đưa mắt nhìn Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng đứng phía sau Lâm Trục Thủy, chợt nói, thí chủ tính sai rồi. Lâm Trục Thủy nhướng mày không đáp. Tuệ Minh, lúc trước thí chủ từng bảo sẽ nhận bốn đồ đệ, sao hiện tại lại tăng thêm một người? Nhất cùng, Nhị Bạch, Triều Tam, Mộ Tứ, người đầu tiên tên mộ tứ người cuối cùng là nhất cùng từ cách đặt tên đã biết lâm trục thủy tính ra mình chỉ có thể nhận bốn người đệ tử ai dè hôm nay lại mọc ra một chu gia ngư đây không phải tính sai thì là gì lâm trục thủy chỉ cười không hề giải thích thật ra tôi cảm thấy mình không tính sai tuệ minh ồ lâm trục thủy chờ mấy năm nữa đi lúc ấy tuệ minh cứ tưởng lâm trục thủy không chịu thừa nhận nào ngờ vài năm sau, Tuệ Minh mới phát hiện đối phương thật sự không tính sai. Chu Gia Ngư quả thật không phải là đệ tử của Lâm Trục Thủy, cậu nắm giữ một vị trí còn quan trọng hơn trong cuộc đời hắn. Nghe hai người hàn huyên chuyện cũ, Chu Gia Ngư mới biết thật ra bọn họ khá thân thiết. Hơn nữa theo lời Lâm Trục Thủy thì lúc nhỏ hắn đã từng tu tập ở Thanh Đàn Tự. Khi Lâm Trục Thủy và Tuệ Minh trò chuyện, Giang thập cửu cùng Giang thập lục lúng túng đứng cạnh không dám lên tiếng. Giang thập cửu không có tư cách, còn Giang thập lục cảm thấy mất mặt. Nhà họ Giang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, tuy Giang thập lục không phải là người giám sát trực tiếp, nhưng hiện tại anh ta đang nắm quyền nên cũng phải chịu trách nhiệm. Anh cứ làm việc đi, lát nữa tôi sẽ tâm sự với anh vài chuyện. Nói đoạn, Lâm Trục Thủy Bèn dẫn Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng sang bên cạnh ngồi xem. Tuệ Minh gật đầu đồng ý, sau đó bắt đầu kiểm tra đàn cầu siêu. Yêu cầu của Tuệ Minh rất cao, thậm chí nếu mâm trái cây không được tươi cũng phải đổi lại. Thẩm Nhất cùng tò mò hỏi, trước đây tôi từng gặp thầy Tuệ Minh, lúc đó ngài ấy rất dễ chịu, sao bây giờ lại làm khó người ta như thế? Lâm Trục Thủy Bình thản đáp, Tuệ Minh không vui, đương nhiên sẽ bắt bẻ rồi tai nạn mà nhà họ Giang gây ra đã cướp đi tính mạng của hơn 60 người vô tội. Giang thập lục có thể mời tuệ minh đến đây chắc chắn đã mất không ít công sức. Thê thảm nhất là bọn họ không dám qua loa, nếu lần này không xử lý triệt để, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì nhà họ Giang đừng hòng ngóc đầu dậy. Dù tuệ minh đòi hỏi thế nào thì Giang thập lục đều tỏ vẻ ân cần. Chu Giang Ngư thậm chí cảm thấy nếu tuệ minh yêu cầu đặt đệm hương bồ lên đùi anh ta có khi anh ta cũng vui vẻ đồng ý. Phải 30 phút sau tuệ minh mới ngồi xuống, tháo tràng hạt đeo trên cổ tay rồi bắt đầu tụng kinh. Nhịp điệu không nhanh không chậm, âm thanh ẩn chứa một giai điệu lạ lùng khiến lòng người an yên. Chu gia ngư cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa khắp người, cậu trông thấy từng lớp từng lớp xương màu vàng kim toát ra xung quanh tuệ minh. Cụm xương biến thành hình hoa sen, nảy mầm, bung nở, héo tàn liên tục lặp đi lặp lại như những người đã vào cõi luân hồi những cái bóng hiện lên trên mặt cầu nhưng khi tiếp xúc với lớp xương ấy thì màu đen trên cơ thể dần dần tan biến khôi phục dáng vẻ ban đầu chu gia ngư bắt gặp đường tiếu xuyên trong số bọn họ dường như cô đã tỉnh táo lại gương mặt hơi ngỡ ngàng vừa nhìn thấy chu gia ngư đứng gần đó thì lập tức đưa tay lên vẫy cậu do dự một chút gật gật đầu với cô gái đường tiếu xuyên nhoèn cười. Đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư nhìn thấy cô gái ấy nở nụ cười rực rỡ sán lạn như vậy, khả ái tựa viên ngọc quý được phủi sạch đất bùn. Cõi lòng cậu xót xa, không biết khi đường tiếu xuyên còn hạnh phúc, cô đã xinh đẹp đến nhường nào. Dần già, cơ thể đường tiếu xuyên bắt đầu trở nên trong suốt. Cuối cùng khi sắp hoàn toàn tan biến, cô cúi người về phía bọn họ như ngỏ lời cảm ơn. Chu Gia Ngư mỉm cười, phất phất tay với cô. Mọi người chăm chú nghe tụng kinh nên cảm giác thời gian qua rất nhanh, trời đã sẩm tối từ lúc nào không biết. Đường khi mặt trời dần lặn xuống, tuệ minh ngừng đọc, coi như kết thúc lễ cầu siêu hôm nay. So với ban nãy thì sắc mặt anh hơi tái nhợt, nhưng thái độ vẫn vô cùng thành kính, đứng dậy chuẩn bị ra về. Theo lời Lâm Trục Thủy thì lễ cầu siêu phải kéo dài liên tục mười mấy ngày mới thanh tẩy được các linh hồn bị cây cầu trói buộc giang thập lục mỏ lời mời lâm tiên sinh chúng tôi đã chuẩn bị tiệc chay cho thầy tuệ minh ngài và các đệ tử có muốn tham gia không lâm trục thủy được sau khi quyết định xong đoàn người lên xe đến nhà hàng chu gia ngư nhìn tuệ minh giữa vòng vây của các vệ sĩ ngạc nhiên hỏi tiên sinh sao thầy tuệ minh lại có nhiều vệ sĩ như vậy lâm trục thủy đáp bởi vì có kẻ muốn giết tuệ minh con người đôi khi còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều. Chu Giang Ngư vô cùng tán thành câu nói này. Cậu trải qua bao nhiêu chuyện, đa số toàn do chính bản thân con người gây ra, cuối cùng lại tự mình hại mình. Nhà họ Giang đã đặt bàn trước, Tuệ Minh và Giang Thập Lục ngồi ở đại sảnh chờ lâm trục thủy, nhưng bọn họ không hề thấy bóng dáng của Giang Thập Cửu đâu. Có lẽ Giang Thập Lục đã sạc cho Giang Thập Cửu một trận nhớ đời, để em trai mình phải tờn tới già. Chu Gia Ngư lần đầu tiên ăn tiệc chay, cậu cứ nghĩ mùi vị sẽ rất nhạt nhẽo, nào ngờ nếm thử một miếng lại vô cùng ngạc nhiên. Từ màu sắc lẫn hương vị của các món ăn này đều tuyệt vời, cảm giác đậu phụ còn ngon hơn cả thịt. Nếu trước đó Giang Thập Cửu không nói đây là tiệc chay thì cậu cũng chẳng biết được. Hình như Lâm Trục Thủy thích món chay hơn, nhưng hắn cũng chỉ gắp vài đũa rồi ngồi trò chuyện với Tuệ Minh. Trái lại Tuệ Minh có vẻ hứng thú với Chu Gia Ngư lắm, còn hỏi Lâm Trục Thủy tìm thấy cậu ở đâu, có thể tìm giúp anh một người được không? Lâm Trục Thủy Phũ Phàng đáp, những đệ tử sở hữu thể chất thế này có bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu, nào còn đến lượt thầy. Tuệ Minh thở dài, Lâm Thí Chủ đúng là lòng tham vô đáy. Lâm Trục Thủy, thầy nói cứ như tôi có cơ hội làm thế thật. Tuệ Minh khẽ cười. Cơm nước xong xuôi, Giang thập lục khách sáo hỏi bọn họ có muốn quay về khách sạn không? nhưng tuệ minh lại cười đáp mấy năm rồi tôi không gặp lâm thí chủ nên hôm nay muốn ôn chuyện cùng ngày ấy giang thí chủ đừng lo cho chúng tôi hẹn gặp lại vào lễ cầu siêu ngày mai giang thập lục biết tuệ minh có ý tiễn khách anh ta định nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn im lặng đứng dậy rời đi giang thập lục đi rồi nụ cười trên môi tuệ minh dần phai nhạt trục thủy anh cần gì phải dính vào chuyện của nhà họ giang chứ Tuệ Minh trực tiếp đổi xưng hô, xem ra anh không muốn để lộ quan hệ thân thiết giữa mình và Lâm Trục Thủy trước mặt Giang Thập Lục. Có một số việc dù không muốn nhưng vẫn phải làm. Lâm Trục Thủy lên tiếng, "Nếu tôi không ra tay, bao nhiêu người sẽ phải bỏ mạng trên cây cầu kia nữa?" Tuệ Minh nghe vậy bèn thở dài. "Lúc trước, tôi tưởng Giang Thập Lục hoàn toàn không biết chuyện cây cầu." Ngón tay của Lâm Trục Thủy gõ gõ mặt bàn cho thấy tâm trạng của hắn đang không tốt, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Tuệ Minh, thế hệ trước của nhà họ Giang còn tạm được, nhưng đến đời này đã xuống dốc rồi, đặc biệt là Giang Thập Cửu. Nếu người dưới trướng tôi phạm sai lầm nghiêm trọng đến vậy, chắc chắn tôi sẽ trục xuất kẻ đó khỏi thanh đàn tự. Lâm Trục Thủy không lên tiếng, ném tấm mệnh bài cho Tuệ Minh rồi nói, "Xem này." Tuệ Minh cau mày, đưa tay bắt lấy nhìn thấy ba chữ diễm hồng tụ bên trên và vết máu cháy xém của lâm trục thủy chẳng lẽ lâm trục thủy thành cương thi rồi tuệ minh theo cảm giác thì đúng là thế tôi đã xác định được vị trí đại khái chuẩn bị sắp xếp thời gian để đến đó dường như tuệ minh rất ghét tấm mệnh bài này sau khi xem xong liền bỏ vào túi vải trả lại cho lâm trục thủy lâm trục thủy thế anh đã hiểu tại sao hôm nay tôi lại muốn ôn chuyện với anh chưa tuệ minh tôi biết anh lo lắng cho sự an toàn của tôi yên tâm trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị kỹ càng nào ngờ lâm trục thủy lại cau mày hỏi tôi lo cho anh làm gì tuệ minh nghe xong cũng ngây ra vậy chữ ý anh là sao lâm trục thủy đưa tay chỉ về phía chu gia ngư và thẩm nhất cùng đây là lần đầu tiên anh gặp đồ đệ của tôi làm trưởng bối thì phải có quà gặp mặt tuệ minh đây là lần đầu tiên chu gia ngư nhìn thấy dáng vẻ này của lâm trục thủy không hiểu sao cậu lại cảm thấy hắn đã có sức sống hơn vẻ mặt của tuệ minh rất khó tả cuối cùng nghiến răng ken két đáng lẽ tôi cũng phải dẫn đồ đệ của tôi đến lâm trục thủy không nói tiếng nào thảnh thơi uống trà rồi rồi quà gặp mặt chứ gì tuệ minh tức giận Lấy hai chuỗi tràng hạt trong ngực áo ra rồi ném xuống bàn, cầm đi cầm đi. Lâm Trục Thủy cười, còn không mau cảm ơn thầy Tuệ Minh. Thẩm nhất cùng và Chu Giang Ngư liếc mắt nhìn nhau, nhận lấy chuỗi hạt rồi lễ phép nói, cảm ơn thầy Tuệ Minh. Lâm Trục Thủy, có giỏi thì đến thanh đàn tự làm khách, 12 đồ đệ của tôi đang chờ anh đấy. Lâm Trục Thủy nở nụ cười, phất tay không đáp. Tuệ Minh bị lừa mất hai chuỗi hạt, dọc đường đi đều lặng im không nói, mặt mày xa sầm quay về khách sạn. Giang thập lục thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, lặng lẽ hỏi thăm Lâm Trục Thủy đã có chuyện gì xảy ra. Biểu cảm Lâm Trục Thủy lạnh tanh, bình thản đáp, không sao đâu, thầy Tuệ Minh chỉ nói lễ cầu siêu có chút phiền phức, tâm trạng không được tốt. Giang thập lục nghe vậy thì cắn răng đáp, để tôi đi thương lượng với thầy Tuệ Minh nói xong thì vội vàng chạy mất hiển nhiên là định tăng thêm đãi ngộ cho tuệ minh chu gia ngư đứng bên cạnh nhìn mà mắt tròn mắt dẹt cậu cứ tưởng lâm trục thủy là kiểu người không dính khói bụi phàm tục hóa ra cậu đã nghĩ nhiều rồi nếu lâm trục thủy thật sự muốn tính kế ai thì chắc chắn sẽ quay người ta như quay dế lâm trục thủy vẫn chưa biết trình độ sùng bái của chu gia ngư với hắn đã tăng thêm vài bậc vì chuyện này mở miệng nói chuỗi hạt đó không phải vật bình thường. Hai cậu hãy giữ gìn cẩn thận, mấy ngày nữa chúng ta sẽ phải đến một nơi nguy hiểm, chuỗi hạt có thể bảo vệ tính mạng hai cậu. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng gật đầu. Sự việc lần này không đơn giản, hai cậu đừng chạy lung tung, có chuyện gì phải báo cho tôi biết. Đặc biệt là cậu đấy, Chu Gia Ngư. Sau tai nạn vừa rồi, Chu Gia Ngư đã quyết định làm tổ trong khách sạn nghe lâm trục thủy dặn cái gì cũng ngoan ngoãn đồng ý cậu không muốn bị ăn vạ nữa lần thứ nhất là người giấy ai biết lần thứ hai là đám yêu ma quỷ quái nào sáng sớm hôm sau tuệ minh trông tươi tỉnh hẳn ra lúc lên xe còn hỏi hôm qua lâm trục thủy đã nói gì với giang thập lục lâm trục thủy không có gì tôi chỉ bảo tâm trạng anh không được tốt thôi tuệ minh trợn mắt lâm trục thủy anh trở nên vô sỉ thế này từ bao giờ vậy hả? Lâm Trục Thủy lười nhắc nói, dù sao tôi cũng phải nuôi gia đình, trong nhà còn một đàn con nheo nhóc mà. Tuệ Minh Hai đứa con nheo nhóc ngồi ở ghế sau tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn, mặt kiểu, tụi con biết điều lắm ba đừng ghét bỏ tụi con. Tuệ Minh nhìn mà muốn thổ huyết, trong lòng thầm hận sao mình lại ngại phiền mà không dẫn đồ đệ theo, để Lâm Trục Thủy chiếm một món lợi khủng như vậy lễ siêu độ kéo dài hơn 10 ngày, trong lúc đó Lâm Trục Thủy cũng đang chuẩn bị thứ mình cần. Hắn bảo thẩm nhất cùng và Chu Gia Ngư mua một ít gạo nếp và vài lụa đỏ, đây là những vật trừ tà, dặn cả hai mang theo trong người đề phòng. Lúc mua gạo nếp, Chu Gia Ngư tò mò hỏi, tiên sinh mà cũng cần mấy thứ này à? Thẩm nhất cùng đang trả tiền, nghe vậy bèn thở dài, tiên sinh không cần đâu, mà là chúng ta đấy. Hà, Ngài ấy đi một mình chắc chắn không thành vấn đề, nhưng vì dẫn chúng ta theo nên mới thành gánh nặng. Vậy, vậy tại sao tiên sinh vẫn nhất quyết muốn dẫn chúng ta theo? Lúc trước tôi cũng từng hỏi, tiên sinh nói trên đời có một vài chuyện sớm muộn gì cũng phải trải qua. Thà chấp nhận sớm một chút, chẳng may vấp ngã còn có sư phụ dìu dắt. Nhưng nếu sợ hãi tránh né, đến lúc gặp nguy hiểm thật sự thì muộn mất rồi. Thẩm Nhất cùng nghiêm túc nói, chỉ có mình mới có thể cứu lấy bản thân mình mà thôi. Chu Gia Ngư nghe vậy thì lại càng kính trọng Lâm Trục Thủy hơn. Mua xong 7749 thứ mà Lâm Trục Thủy dặn, một ngày nọ, hắn đưa bọn họ ra khỏi khách sạn. Thành phố phồn hoa nào mà chẳng có góc khuất, có ánh sáng thì chắc chắn sẽ tồn tại bóng tối. Giữa những tòa nhà chen trúc đan xen chẳng khác nào rừng rậm, Lâm Trục Thủy lại như đã tới lui rất nhiều lần bước chân thoăn thoắt băng qua những hẻm nhỏ ngược xuôi. Chu Gia Ngư theo sau Lâm Trục Thủy, cậu biết hắn đang dẫn mình và Thẩm Nhất cùng đi tìm kẻ chủ mưu. Cậu cứ tưởng ít nhất cũng phải mất nửa ngày, ai ngờ 30 phút sau, Lâm Trục Thủy bỗng dừng lại trước một khu nhà tập thể. Khu nhà này được xây dựng từ lâu nên giờ đã xuống cấp lắm rồi. Trên tường đầy vết rột và rong rêu mọc dài, ven đường còn có rãnh nước bẩn thỉu đang bốc mùi tanh tưởi. Đến rồi. Lâm trục thủy bấm ngón tay phải tính toán. Đi theo tôi, dù thấy thứ gì cũng đừng hoảng. Dạ vâng, thưa tiên sinh. Khu nhà tổng cộng có 5 tầng. Chu Gia Ngư quan sát bên ngoài cũng không thấy điều gì khác thường. Thậm chí còn chẳng phát hiện chút hắc khí nào. Sau ngay khi theo lâm trục thủy bước vào trong, cậu cảm giác như mình vừa rơi xuống hầm băng bút giá. Cơn lạnh chan chữ oán hận đập vào mặt cậu, hắc khí trong nháy mắt bùa vây tầm nhìn, dày đặc đến mức Chu Gia Ngư không phát hiện nổi chúng bắt nguồn từ đâu, thật sự khiến người ta ngạt thở. Thẩm nhất cùng đứng cạnh cũng cảm thấy khó chịu, khẽ nói, thi khí nồng quá. Thi khí? Ừ, không ngờ giữa phố xá sầm uất thế này lại có chỗ nuôi xác. Thẩm nhất cùng phổ cập cho Chu Gia Ngư biết đại khái về quá trình chế tạo cương thi. Khu nhà này đã bị ếm thuật che mắt, Khiến người đứng ngoài chỉ thấy đây là một khu nhà tập thể bình thường, đến khi bước vào trong mới phát hiện điều kỳ lạ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ mà Lâm Trục Thủy muốn tìm chắc chắn đang ở trong khu nhà này. Chu Gia Ngư cứ tưởng mình sẽ nhìn thấy những dấu vết sinh hoạt của cư dân, ví dụ như một chiếc nồi bốc khói để ngoài hành lang hoặc tiếng người nói chuyện đâu đó. Nhưng bước vào rồi cậu mới phát hiện tất cả chỉ là ngụy trang mà thôi. Khu nhà lặng ngắt như tờ từng ngóc ngách đều lộ ra vẻ âm u chết chóc trên góc cầu thang còn trăng mạng nhện không biết đã vắng người từ bao giờ bên trong và bên ngoài quả thực như hai thế giới khác nhau lâm trục thủy đi rất chậm hắn ngửi thấy mùi gì rồi chợt nhướng mày những căn phòng bên trong đều mở toang cửa lâm trục thủy tùy tiện bước vào một phòng vặn vòi nước một lát sau nước mới chảy ra khỏi đường ống lâm trục thủy lập tức đóng lại quay đầu hỏi, các cậu thấy thế nào? Thẩm nhất cùng, bên trong nước có thi khí nồng nặc. Tôi cũng nhìn thấy có sương mù màu đen. Chu Gia Ngư do dự một hồi bèn bổ sung, có vẻ dày đặc hơn những nơi khác. Lâm Trục Thủy gật đầu đáp, lên tầng 4. Trên cầu thang đi lên, Chu Gia Ngư rốt cuộc nhìn thấy, sinh vật đầu tiên tại góc ngoặt. Có điều sinh vật ấy cũng chẳng khiến người ta vui vẻ là bao, bởi vì nó là một con chuột có đôi mắt đỏ lòm, to cỡ bàn tay. Nó giúp trong góc không nhúc nhích, nhìn thoáng qua thì tưởng đã chết rồi. Nhưng Lâm Trục Thủy lập tức phát hiện ra, hắn đưa chân đạp lên nhưng không dùng lực mạnh, chỉ khống chế hành động của con chuột, chủ nhân của ngươi đâu. Hình như con chuột không ngờ rằng Lâm Trục Thủy sẽ phát hiện ra nó, thảm thiết kêu, chít chít. Lâm Trục Thủy đạp mạnh hơn, nói, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, chủ nhân của ngươi đâu? Con chuột kêu la inh ỏi, cái đuôi dài bằng thân mình viết vẽ cái gì trên đất? Chu gia ngư nhìn kỹ, nó viết số 3 và số 4. Cảm ơn, Lâm Trục Thủy nói vậy, nhưng chân hắn lại dẫm nát con chuột. Chu gia ngư cứ tưởng đây sẽ là một cảnh tượng máu me kinh dị, nào ngờ khi con chuột nát bét, bên trong không có máu thịt mà tuôn ra vô số những lọn tóc đang nhúc nhích lâm trục thủy không quan tâm nói đi thôi ba người bước lên tầng bốn nơi này trông đặc biệt hơn hẳn vì rõ ràng có người từng cư trú tại đây cứ cách vài bước là họ lại thấy những tấm bùa vàng được dán trên tường hàng lang trên bùa vẽ những con chữ ngoằn ngoèo bằng chu sa chu gia như không hiểu nhưng thầm nhất cùng lại giành rẽ mấy thứ này kinh văn đấy có lẽ là để khống chế thứ muốn phục sinh chu gia ngư vậy kẻ đó có thành công không thì khí nồng thế này thì chắc là thành công rồi. Thẩm nhất cùng thì thầm, hơn nữa nhìn tình hình khu nhà, e là những cư dân ở đây. Lành ít giữ nhiều. Chu gia ngư trợn tròn mắt, không ngờ đến chuyện này. Khu tập thể có 5 tầng, dù mỗi tầng chỉ có khoảng 10 người thì cũng là 50 mạng người vô tội, huống hồ chắc chắn sẽ có những gia đình đông đúc đang sinh sống tại đây. Đến nơi, bước chân lâm trục thủy dừng lại trước một cánh cửa sắt ở cuối hành lang. Cửa sắt có vẻ rất nặng, trên cửa vẽ một bức tranh kỳ lạ màu đỏ, hình như là một bé gái đang chơi xích đu trên cây, nhưng bên tay phải lại có một cỗ quan tài hình bát giác. Ban đầu Chu Gia Ngư cứ tưởng tranh vẽ bằng thuốc màu, nhưng sau khi quan sát kỹ càng, cậu mới nhận ra chất lỏng đó chính là máu. Làm sao mở cửa bây giờ? Thẩm nhất cùng dồn sức đẩy mạnh, cửa sắt vẫn không hề nhúc nhích, bị khóa lại rồi. Lâm Trục Thủy Sao cậu biết cửa bị khóa? Thẩm Nhất cùng gãi đầu, tại vì tôi đẩy mãi không được. Lâm Trục Thủy, cửa này là cửa kéo. Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư đột nhiên muốn cười, nhưng bầu không khí đang căng thẳng nên cậu đành phải nhịn xuống. Tuy Lâm Trục Thủy đã nói đây là dạng cửa kéo ra ngoài, nhưng trên cửa lại không có tay nắm, xung quanh kín kẽ chẳng khác nào một bức tường. Lâm Trục Thủy lấy tấm mệnh bài ra, Ban đầu Chu Gia Ngư vẫn chưa hiểu hắn định làm gì, nhưng ngay lập tức, cậu phát hiện chiếc túi đựng mệnh bài bắt đầu thấm ướt, những giọt máu xuyên qua lớp vải rơi tí tách trên nền đất. Có tiếng bước chân, ngay lúc ấy, Chu Gia Ngư ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, trên đó có người. Tiếng bước chân phát ra từ tầng năm, nghe như có ai đó đang chạy nhảy. Lâm Trục Thủy trầm ngâm chốc lát rồi quyết định, hai cậu kiểm tra tầng năm và sân thượng tôi ở đây phá cửa. Chu Gia Ngư run rẩy hỏi, chỉ, chỉ có tôi và Thẩm Nhất cùng thôi sao? Cậu sợ cái gì? Thứ hung dữ nhất đang ở đây cơ mà. Nói đoạn, Lâm Trục Thủy vờ như vô ý vỗ lên cửa sắt một cái. Nhưng Chu Gia Ngư rõ ràng trông thấy dấu tay của hắn in hằn trên cửa sắt. Các cậu đã chuẩn bị đầy đủ những thứ tôi dặn chưa? Xong hết rồi à? Thẩm Nhất cùng trả lời. Vậy thì đi đi. May mà Lâm Trục Thủy bị mù, nếu hắn phát hiện hai tên kia đã sắp khóc tới nơi, không biết có tức giận hay không, dũng cảm lên. Đã đến nước này, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng làm sao mà phản bác nổi. Hai người cầm túi đồ mua lần trước, bước lên tầng 5. Ai dè vừa đến nơi, bọn họ đã sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Xung quanh tràn ngập máu tươi, giống như bị ngâm trong máu vậy từ vách tường đến sàn nhà đều đọng lại một màu đen đặc, thậm chí trần nhà cũng có dấu máu bắn lên. Âm thanh ban nãy phát ra từ hành lang bên phải, vì quá tối nên Chu Gia Ngư chẳng thể nào nhìn thấy chỗ cuối hành lang. Cậu nuốt nước bọt, hỏi, cái gì thế nhỉ? Thẩm nhất cùng nói, không biết, qua xem thử đi. Hai người chậm chạp đến gần, dưới lầu đột một vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, y như có vật nặng đập xuống đất. Chu Gia Ngư giật bắn mình, cái gì đấy? Chắc là tiên sinh đã phá được cánh cửa. Chu Gia Ngư rối rắm, thật sự muốn xuống dưới xem. Từ lúc lên tầng 5, cậu đã ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc. Ban đầu Chu Gia Ngư tưởng đó là mùi máu, nhưng sau đó cậu mới phát hiện rằng, mùi tanh này y như mùi thịt sống vừa mổ xong vậy. Tỏm quá đi mất, thầm nhất cùng cũng ngửi được, cậu ta nói, mẹ kiếp mắc ói muốn chết chu gia ngư cũng mắc ói lắm nhưng phải dáng động viên thẩm nhất cùng cố nhịn đi cố nhịn đi bọn họ càng đến gần nơi phát ra âm thanh không khí cũng càng lúc càng căng thẳng cuối cùng khi trông thấy một cánh cửa sắt đang khép hờ chu gia ngư và thẩm nhất cùng liếc nhìn nhau trông thấy sự kháng cự trong mắt nhau hai người đều không muốn mở cửa cuối cùng đành phải chơi đoán số Chu Gia Ngư bất hạnh bị thua, chỉ có thể hít sâu một hơi, chậm rãi vươn tay. Cánh cửa vừa mở ra, Chu Gia Ngư trông thấy nguồn gốc của âm thanh ban nãy. Đó là một quả bóng rổ nhỏ của trẻ em, nó nảy lên nảy xuống trên mặt đất y như có người đang đánh. Hiểm nỗi Chu Gia Ngư chẳng phát hiện bóng dáng của bất kỳ ai bên cạnh quả bóng cả. Sống lưng cậu chợt lạnh toát. Cũng may thầm nhất cùng khá bình tĩnh, vung tay ném một đống gạo nếp về phía đó gạo nếp trắng nõn chạm vào quả bóng phát ra tiếng xèo xèo quả bóng như bị đốt cháy mà móc méo sau đó tan chảy trên mặt đất chu gia ngư đến gần quan sát thấy quả bóng rổ đã biến thành một dòng máu đen giống hệt tấm bia đá trên cây cầu giải quyết xong vấn đề nho nhỏ này thẩm nhất cùng liếm môi tiên sinh còn bảo chúng ta phải lên sân thượng kiểm tra Chu Gia Ngư đành trả lời, đi thôi. Cậu muốn nhanh nhanh xử lý cho xong mấy việc này rồi quay về bên cạnh Lâm Trục Thủy. Chương 38 chợt nhận ra đã ôm bộ này gần 8 tháng mà edit chưa được 1 phần 2. Chương 38: Khiêu chiến. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng chậm rãi băng qua hành lang, leo lên sân thượng. Sân thượng rất rộng, vẫn còn dấu vết sinh hoạt của cư dân trước đó. Chu Gia Ngư đến nơi, trông thấy màn trời xám xịt trên đỉnh khu nhà. Rõ ràng hôm nay là một ngày nắng, nhưng dường như khu nhà lại bị cả thế giới vứt bỏ trong bóng tối thẩm nhất cùng vừa bước lên đã trần trừ chỉ vào vật đứng giữa sân thượng, hỏi, cái gì thế? Chu Gia Ngư nhìn theo ánh mắt của thẩm nhất cùng, bắt gặp một cái thùng sắt rất to, có lẽ cư dân dùng để đựng nước sinh hoạt, chắc là bồn nước đấy. Thẩm nhất cùng nghe vậy thì cau mày, nhỏ giọng lầm bầm, chẳng lẽ tôi nghe nhầm. Chu Gia Ngư vừa định hỏi thẩm nhất cùng đã nghe thấy gì, nhưng một giây sau, cậu đã hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy bởi vì bồn nước trước mặt bọn họ bắt đầu phát ra những âm thanh nhỏ, giống như có người đứng bên trong dùng tay gõ lên thành bồn. Trong nháy mắt, Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư sờn hết tóc gáy. Chu Gia Ngư nói thẳng với Thẩm Nhất Cùng, tôi không có nhu cầu muốn biết bên trong có cái gì đâu nhé. Thẩm Nhất Cùng thở dài, tôi cũng thế. Nói thì nói vậy nhưng cái gì nên làm thì vẫn phải làm lâm trục thủy dặn bọn họ lên sân thượng kiểm tra ắt phải có lý do riêng chu gia ngư vậy vậy chúng ta qua đó xem thử mặt thẩm nhất cũng như bị táo bón đi thôi bên cạnh bồn nước có một chiếc thang dì xét để người ta kiểm tra và bảo trì chu gia ngư dẫn đầu thẩm nhất cùng bọc hậu hai người một trước một sau leo lên nào ngờ họ vừa bước lên thang âm thanh kia càng lúc càng lớn giống như có thứ gì sắp sửa lao ra khỏi bồn nước. Chu Gia Ngư đến cạnh bồn nước, mở không? Thẩm nhất cùng cắn răng đáp, mở. Nắp bồn trông khá nặng, ít nhất phải có hai người cùng mở thì may ra. Chu Gia Ngư và Thẩm nhất cùng chia nhau ra đứng hai bên, cầm tay nắm trên nắp bồn rồi dồn sức nhấc mạnh. Két két. Nắp bồn cũ kỹ phát ra tiếng động chói tai, hai người cảm giác tim mình cũng vọt lên cổ họng theo cái nắp anh nhìn thấy gì? Thẩm nhất cùng ngả người ra sau, hỏi. Chu gia ngư lanh lẹ đáp, mắt tôi vẫn chưa khỏi hẳn, xa hơn 10 mét tôi không nhìn thấy được. Thị lực cậu tốt hơn, cậu nhìn đi. Thẩm nhất cùng nhăn nhó, chửi, mẹ nó, suýt chút nữa là tôi bị anh lừa rồi. Miệng bảo vậy nhưng cậu chàng vẫn hít sâu một hơi, từ từ thò đầu lại gần, nghi ngờ nói, không có gì hết. Thật sao? Chu Gia Ngư không tin lắm, cũng nhìn vào bồn nước. Đúng là không có gì thật, nước trong bồn để lâu không thay, bên trên nổi một lớp váng màu xanh đậm trông mà quặn ruột. Cạn bẩn lợn cợn, mặt nước phẳng lặng chẳng hề có bóng dáng sinh vật sống nào. Nhìn độ cao của chiếc bồn thì nước trong này sâu gần 2 mét, Chu Gia Ngư chợt lên tiếng, khoan đã. Nhất cùng à. Thẩm nhất cùng, hà. Chu Gia Ngư, cậu có phát hiện lúc chúng ta nhấc nắp bồn lên, âm thanh kia tự nhiên biến mất không? Thẩm nhất cùng. Hai người hãi hùng nhìn nhau. Ngay lúc ấy, Chu Gia Ngư bỗng phát hiện mặt nước tĩnh lặng bắt đầu sủi bọt ủng ục, cảm giác như cả bồn nước đang sôi trào. Có thứ gì đang từ từ trồi lên dưới làn nước xanh đậm, Chu Gia Ngư hét to, mẹ kiếp. Sao tôi lại nhìn thấy tay người dưới đó? Thẩm nhất cùng cũng kêu la thảm thiết, mẹ nó còn tôi thì nhìn thấy chân từ khi bước vào thế giới phong thủy tần suất chửi thề của chu gia ngư ngày càng tăng nhất là mấy trường hợp thế này chửi xong sẽ có cảm giác can đảm hơn nhưng sau khi nhìn thấy rõ vật nọ chu gia ngư cảm giác dù mình có chửi thề cả đời cũng vô ích thứ đang trồi lên khỏi bồn nước là xác chết không phải một cái xác mà là một đống xác dính chặt vào nhau những cái xác đã sưng phù tay chân quấn bện tạo thành tư thế vô cùng quái đản. Mùi thối giữa nồng nặc khiến người ta muốn ói mửa, nhưng điều đó vẫn chưa đáng sợ bằng việc những cái xác này. Có thể cử động, bọn chúng bám lên thành bồn nước, cố gắng di chuyển. Chu Gia Ngư phát rồ cả lên, hai người hè nhau bỏ chạy, hận không thể mọc một đôi cánh sau lưng rồi bay thẳng đến chỗ lâm trục thủy. Thế nhưng khi cả hai leo ra khỏi bồn nước, định chạy xuống lầu thì chợt phát hiện cửa cầu thang ban này còn để ngỏ đã bị khóa chặt. Thẩm nhất cùng và Chu Gia Ngư đập cửa, gào thét um sùm, cứu tôi với. Không có tiếng đáp lại. Con quái vật xác chết được bọn họ gián tiếp thả ra đã bắt đầu bò xuống. Tứ chi tua tủa gượng gạo đồng thời làm cùng một động tác, da thịt thối giữa chạm vào nền đất, phát ra âm thanh nhớp nháp tẩm lợm. Chu Gia Ngư, đậu má làm sao bây giờ đừng hoảng bình tĩnh miệng nói vậy nhưng thầm nhất cùng cũng run lẩy bẩy chẳng kém gì chu gia ngư cậu nhóc lập cập lục loại ba lô sau lưng cậu định tìm thứ gì xác chết biến thành cương thi thứ nhất sợ gạo nếp trắng thứ hai sợ máu gà trống thứ ba sợ nước tiểu chai tân thứ tư thứ tư sợ con bà nó thứ tư là cái gì tôi quên mất rồi nhanh lên anh vẫn là trai tân đúng không? Ừ, còn cậu không phải hả? Thẩm nhất cùng đáp, năm 14 tuổi tôi đã trở thành người lớn rồi. Thằng nhóc mắc dịch này còn kiêu ngạo ưỡn ngực nữa chứ. Chu Gia Ngư tức giận, mẹ kiếp, cậu còn lại nhảy nữa là con kia nó bỏ lên mặt cậu luôn đó. Hai người không rõ gạo nếp có hiệu quả hay không bèn giải gạo thành một đường, ngăn con quái vật kia lại. Chẳng biết con quái vật này hình thành bằng cách nào, Chu Gia Ngư đếm sơ thì thấy ít nhất có 20 thi thể. Nó sử dụng cả tay lẫn chân từ từ bò về phía họ, dường như muốn biến họ thành một phần cơ thể. Quái vật bò xuống bồn nước, tiến đến gần. Có tác dụng rồi, Thẩm Nhất cùng mừng rỡ nói, hình như nó không nhúc nhích được. Quái vật dừng lại trước đống gạo nếp, có thể thấy nó đang do dự, hình như rất ghét thứ đang chắn đường ai dè niềm vui ngắn chẳng tày gang thẩm nhất cùng mừng chưa được hai giây đã thấy con quái kia chợt đạp lên gạo nếp chỗ da thịt tiếp xúc với gạo nếp trắng phao phát ra tiếng xèo xèo rồi xuất hiện vết cháy xém lấm tấm tuy gạo nếp có tác dụng thật nhưng chẳng được bao nhiêu ngoại trừ vết cháy thì hành động của nó không hề bị ảnh hưởng lao thẳng đến chỗ bọn họ thẩm nhất cùng hung tợn quát tháo đừng sợ ông sách theo năm ký gạo đây ném cho mẹ nó nhìn không ra luôn chu gia ngư lúc mua đồ thẩm nhất cùng chỉ bảo là mua nhiều một chút để đề phòng không ngờ tên này lại đem đi hết hèn chi lúc mới tới cậu thấy ba lô của thẩm nhất cùng sao mà nặng quá chừng thẩm nhất cùng móc bao gạo ra hai người điên cuồng giải gạo vừa giải vừa hỏi anh đi tiểu được không nếu gạo nếp có tác dụng thì nước tiểu trai tân chắc chắn còn tốt hơn chu gia ngư không được thẩm nhất cùng trong túi tôi có nước đó mau uống đi chu ra ngư cậu nhắm mắt nhắm mũi nóc sạch hai chai nước bây giờ đang là thời khắc sống còn đành liều một phen xem sao thẩm nhất cùng tranh thủ gọi điện thoại cho lâm trục thủy không hề ngạc nhiên khi phát hiện chẳng ai nghe máy sau cơn hốt hoảng ban đầu thì cậu chàng đã bình tĩnh lại chu ra ngư chúng ta phải tự lực cánh sinh nếu không nếu không hôm nay chúng ta sẽ bỏ mạng tại đây. Được, Chu Gia Ngư cắn răng đáp, cậu đã từng chết một lần, được ban cho cuộc đời mới nên đương nhiên càng quý trọng mạng sống của mình. Con quái vật tỏa ra mùi sắc thối tẩm lợm, thẩm nhất cùng đưa một ít tàn nhang đã chuẩn bị sẵn cho Chu Gia Ngư bôi vào dưới mũi. Chu Gia Ngư răm rắp nghe theo, vẫn không quên giải gạo xuống đất. Quái vật có hình thể khổng lồ, May mà khuyết điểm chí mạng của nó là tốc độ chậm chạp, nhờ gạo nếp ngăn cản nên không thể nào đuổi kịp Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng. Vì thế, hai người bắt đầu chạy lòng vòng xung quanh sân thượng, vừa chạy vừa ném gạo. Những vết thương nhỏ chi chít cộng lại cũng gây ảnh hưởng đến con quái. Nó có vẻ tức giận, khiến những cái xác đan chặt vào nhau dãy rủa. Chu Gia Ngư còn phát hiện một thi thể tổn thương nặng bị vứt xuống, Mới đầu cả hai còn sợ hãi nhưng bây giờ đã chết lặng, Chu Gia Ngư đạp lên chất lỏng màu xanh mà con quái để lại, bắt đầu chạy vòng thứ N trên sân thượng. "Thẩm nhất, cùng động viên cậu, anh em mình hãy cố gắng lên, tiên sinh chờ lâu chắc chắn sẽ lên đây tìm chúng ta." Gương mặt của Lâm Trục Thủy xuất hiện trong trí óc của Chu Gia Ngư, cơ thể vốn mệt mỏi nay lại tràn đầy sức mạnh, cậu gật đầu, nói, "Được." Hai người chật vật tìm cách kéo dài thời gian chạy hết vòng này tới vòng khác. Kích thước của con quái liên tục thu nhỏ, trên sân thượng toàn là xác chết và xương cốt nằm la liệt. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng cứ tưởng thắng lợi trong tầm tay, hiểm nỗi Chu Gia Ngư lại chú ý tới một điểm kỳ lạ, cậu nghi ngờ hỏi, Thẩm Nhất cùng, cậu có thấy lạ không? Thẩm Nhất cùng, cái gì? Chu Gia Ngư, không biết có phải là ảo giác của tôi không, nhưng hình như con quái chạy nhanh hơn ban nãy thì phải thẩm nhất cùng im lặng chốc lát nhìn con quái vật đang đuổi theo sau lưng rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay đáp hình như không phải là ảo giác đâu chu gia ngư thẩm nhất cùng phát điên đám yêu ma này còn biết tiến hóa hà thi thể thú tiến hóa siêu cấp thi thể thú chu gia ngư cảm thấy bây giờ không phải là lúc để đùa cơ mà cậu vẫn không nhịn được phì cười sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn tấu hài được Tài năng của Thẩm Nhất cùng quả là độc nhất vô nhị. Khi những xác chết rơi xuống, tác dụng của gạo nếp cũng dần yếu đi. Thẩm Nhất cùng chuẩn bị kỹ càng, cậu chàng móc nhang ra đốt rồi thổi phù phù để lấy tàn cho. Quái vật càng lúc càng nhỏ, nhưng áp lực của Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng lại càng lúc càng nặng nề. Giờ đây con quái còn linh hoạt hơn, thậm chí thông minh hơn, bắt đầu biết né tàn nhang và gạo nếp để mở lối đi riêng chu gia ngư chẳng nhớ nổi cậu đã chạy xung quanh bồn nước bao nhiêu vòng nhưng lâm trục thủy dưới lầu vẫn im hơi lặng tiếng không biết có phải cũng đang khổ chiến như bọn họ lúc này hay không thẩm nhất cùng đau khổ kêu rên tiêu rồi tiêu rồi sắp hết đồ rồi nó muốn rượt bọn mình tới chừng nào chứ chu gia ngư thở hồn hền tới chừng nào chịu bọn mình hợp thể với nó thì thôi con quái vật chạy trên nền đất phát ra tiếng nhớp nháp Chu Gia Ngư thỉnh thoảng lại ngoái đầu quan sát, chợt chú ý đến một chi tiết nhỏ. Con quái không lột bỏ xác chết lung tung mà dùng một bộ phận nào đó làm trung tâm. Chu Gia Ngư, thứ gì đã kết nối những thi thể lại với nhau? Thẩm nhất cùng cũng đang suy nghĩ, mới đầu tôi tưởng là cương thi nhưng hình như không phải, giống quỷ nước hơn. Nếu muốn kết nối những thi thể lại thì phải có âm khí dày đặc, ví dụ như một vật hắc ám nào đó vật này sợ cái gì đương nhiên là vật trí dương vừa nói đến trí dương thì hai người đều im lặng vô thức nghĩ về lâm trục thủy đang ở dưới lầu thẩm nhất cùng không thấy tiên sinh có động tĩnh gì cả hay là ngài ấy gặp rắc rối gì rồi chu gia ngư cắn răng chúng ta không có cách nào giết chết nó ư thẩm nhất cùng liếc mắt nhìn cái con vẫn đang hùng hục đuổi theo bây giờ thì chưa phải chờ đến khi nó lộ ra bộ mặt thật sự đã chu gia ngư vội hỏi thế bọn mình phải làm gì thẩm nhất cùng tôi vẫn còn một ít gạo nếp đây ném chung với tàn nhang chắc cũng không tới nỗi chu gia ngư vậy sau khi con quái đó lộ mặt thì sao thẩm nhất cùng im lặng chốc lát rồi nghiêm túc hỏi chu gia ngư ừm um, anh đã mắc vệ sinh chưa chu gia ngư hơi hơi thẩm nhất cùng hơi hơi thì không được phải mót thật mót cơ chu gia ngư thận tôi tốt là lỗi của tôi chắc thẩm nhất cùng bắt đầu bày mưu tính kế nước tiểu trai tân chắc chắn có tác dụng mạnh tôi có mang theo một cây kiếm gỗ đào nó bị đâm chắc chắn sẽ quay sang tấn công tôi nhân lúc đó anh phải lập tức tụt quần xuống trước mặt nó chu gia ngư nghe mà cạn lời đương lúc hai người bàn bạc Quái vật lại bắt đầu biến hóa. Lớp xác cuối cùng trên người nó rơi xuống, cuối cùng Chu Gia Ngư cũng nhìn thấy bộ phận quan trọng nhất của con quái một người phụ nữ. Người nọ quỳ trên nền đất, da rẻ trắng bạch nhưng cơ thể không phù nề như những xác chết xung quanh, vẫn giữ nguyên vóc dáng ban đầu. Mái tóc đen dài che kín mặt, cả người tỏa ra quỷ khí dày đặc. Nhưng vẻ ngoài của cô ta không khiến Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng kinh hãi, thứ đáng sợ là tốc độ của cô ta. Cô ta tránh khỏi những thi thể nằm rải rác xung quanh, bỏ càng lúc càng nhanh, thậm chí suýt tóm được hai người mấy lần. Thẩm nhất cùng thấy tình hình không ổn, nghiến răng ken két, không câu giờ nổi nữa đâu Chu Gia Ngư. Làm thế được không? Chu Gia Ngư sắp phát điên tại chỗ, tôi sẽ cố gắng. Thẩm nhất cùng, lát nữa chạy đến chỗ cái cửa, tôi sẽ đếm đến ba rồi đâm cô ta, anh nhớ canh cho chuẩn cởi quần làm liền một mạch nghe chưa? Chu Gia Ngư, mẹ nó, ai không biết còn tưởng bọn họ đang định dở trò lưu manh ấy chứ? Nữ quỷ đã rủ bỏ thi thể cuối cùng trên người, tốc độ lại nhanh hơn, lao thẳng về phía bọn họ. Thẩm nhất cùng và Chu Gia Ngư vọt đến vị trí đã thống nhất, thẩm nhất cùng cắn răng, kiếm nén xúc động muốn bỏ chạy, cầm kiếm gỗ đào đâm về phía nữ quỷ. Chu Gia Ngư đau khổ kéo khóa quần. Kế hoạch của bọn họ diễn ra khá thuận lợi, Thẩm Nhất cùng thành công ngăn cản hành động của nữ quỷ, Chu Gia Ngư cũng thành công vẩy nước tiểu trai tân lên người nữ quỷ, nhưng hiệu quả lại không tốt như tưởng tượng. Thẩm Nhất cùng kinh ngạc trợn mắt, Chu Gia Ngư, rốt cuộc anh có phải là trai tân không vậy? Chu Gia Ngư bỗng nhiên nhớ tới một sự thật khủng khiếp. Cậu thật sự là trai tân, nhưng cái xác cậu nhập vào rất có thể đã từng gần gũi với người khác. Đệt Chu Gia Ngư chửi thề, chạy mau. Thẩm nhất cùng lập tức phóng như bay, Chu Gia Ngư cũng định theo sau nhưng quên mất quần vẫn đang tụt dưới đùi, lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Nữ quỷ không định để Chu Gia Ngư có cơ hội, vọt thẳng đến chỗ cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Chu Gia Ngư cảm thấy cuộc đời mình đến đây là hết. Cậu ngồi trên sân thượng, bao nhiêu ký ức chợt ùa về như đèn kéo quân. Cậu nhìn thấy mình khi vừa được hồi sinh, những sự kiện đã xảy ra trong lúc thi đấu cũng nhìn thấy lâm trục thủy lâm trục thủy khẽ cười cất tiếng gọi cậu nhóc ngốc chu gia ngư tuyệt vọng nhắm nghiền mắt tiên sinh tôi đi trước đây nhóc ngốc âm thanh lại vang lên chu gia ngư cảm thấy lần hồi tưởng này hình như hơi bị dài chu gia ngư lúc bấy giờ giọng nói không còn dịu dàng nữa mà có vẻ bất đắc dĩ Chu Gia Ngư mở choang mắt, thấy nữ quỷ nằm sóng xoài trên nền đất và Lâm Trục Thủy đang đứng ở cửa. Lâm Trục Thủy mặc áo màu trắng, lặng lặng đứng trong bóng tối. Tuy không nhìn thấy mắt của hắn nhưng Chu Gia Ngư tin rằng, lúc này ánh mắt của Lâm Trục Thủy nhất định sẽ vô cùng dịu dàng. Chu Gia Ngư khóc lóc, tiên sinh, tôi nhớ ngài lắm. Cậu vừa định bảo là may mà tiên sinh đến kịp, nếu không hôm nay cậu sẽ phải bỏ mạng ngay tại đây nào ngờ thẩm nhất cùng chạy đến kinh ngạc nói chu gia ngư không ngờ anh lại lợi hại như vậy hà chu gia ngư chẳng hiểu đầu cua tai nheo thẩm nhất cùng nữ quỷ vừa nhào lên người anh anh bèn phát ra ánh sáng màu vàng đánh bay nó nhắc tới ánh sáng vàng chu gia ngư chợt nhớ tới điều gì cậu cúi đầu nhìn chuỗi hạt đang đeo trên cổ tay khoan khoan đã không phải tôi đâu là nó đấy thẩm nhất cùng hà hai người nhìn chiếc vòng được tuệ minh tặng bao nhiêu suy nghĩ chợt bật ra trong đầu còn ngồi ngây ra đó làm gì lâm trục thủy bình thản lên tiếng đi thôi hình như lâm trục thủy biết hai người lên sân thượng sẽ gặp phải thứ gì thậm chí còn canh đúng thời gian lên đây nữa chu gia ngư bò dậy kéo quần đau đớn đi theo lâm trục thủy xuống lầu thẩm nhất cùng cũng đã hoàn hồn lại hỏi tiên tiên sinh, chuỗi hạt châu này có thể giết chết con quái trên sân thượng sao? Lâm trục thủy lên tiếng, giọng hắn rất nhẹ, cũng rất dịu dàng. Hiểm nỗi nội dung câu trả lời lại khiến Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng im lặng một lúc thật lâu. Cửa sân thượng do tôi khóa lại đấy. Chu Gia Ngư. Thẩm Nhất cùng. Lâm Trục Thủy mỉm cười nói, luyện tập vài lần là can đảm ra ngay đương nhiên hắn biết con quái vật trên lầu sẽ không làm gì được bọn họ chỉ cần đến gần sẽ bị chàng hạt hủy diệt ngay bảo bọn họ lên kiểm tra chẳng qua là muốn bọn họ tập cho quen mà thôi chu gia ngư nhớ lại bộ dạng mình cởi quần ngồi bệt dưới đất không hiểu sao lại thấy vui mừng may mà lâm trục thủy không nhìn thấy thẩm nhất cùng không ngờ rằng biện pháp tốt nhất để giải quyết quái vật trên sân thượng là té sấp mặt rồi mặc cho nó nhào tới Cậu nhóc nhớ đến lúc mình nhọc nhằn khổ sở vác 5 ký gạo chạy vòng vòng trên lầu, đưa tay làm động tác gạt nước mắt. Khi xuống lầu, hai người đều không nói tiếng nào, mãi đến lầu ba Chu Gia Ngư mới hỏi, tiên sinh, còn cương thi. Lâm Trục Thủy, đã trốn mất. Chu Gia Ngư, thế ngài nói vật nguy hiểm nhất đang ở sau cửa sắt. Lâm Trục Thủy thẳng thừng đáp, tôi lừa các cậu thôi. Dù sao cũng lỡ đến rồi. Bây giờ Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng mới biết câu nói điển hình của khách du lịch cũng có thể sử dụng trong trường hợp này. Cửa sắt ở lầu 3 mở toang, bên trong là nơi chuyên dùng để nuôi xác. Cuối căn phòng, Chu Gia Ngư trông thấy một cái bể khổng lồ chứa đầy máu tươi, kinh tởm vô cùng. Không biết kẻ đó đã trốn đi bằng cách nào, cũng không ngờ tòa nhà cũ nát lại chịu được trọng lượng lớn như thế. Vị trí của khu nhà này khá đặc biệt. Lâm Trục Thủy giải thích Nói ngắn gọn là vị trí của Quỷ Môn Quan nên bị kẻ đó chọn làm nơi nuôi xác. Thẩm nhất cùng nhìn những đồ vật đã sử dụng xung quanh, những cư dân trong khu nhà đã bị kẻ đó. Lâm Trục Thủy gật đầu, Chu Gia Ngư cũng khẽ cau mày. Phần lớn cư dân đã bị sát hại, có người bị ném vào bồn nước trên sân thượng, nhưng cũng có người chẳng còn lấy một nắm xương. Quái vật trên lầu không phải do kẻ đó tạo ra sao? Chu Gia Ngư hỏi đó là do oán khí hóa thành mà thôi. Nạn nhân cuối cùng mang oán niệm rất lớn nên liên kết những xác chết khác, may mà không ném thi thể xuống sông, bằng không rất dễ hình thành vị người chết. Chu Gia Ngư, tên này đúng là man dở, giết bao nhiêu người chỉ vì muốn hồi sinh diễm hồng tụ thôi sao? Có những kẻ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Hình như Lâm Trục Thủy không muốn nói nhiều về chuyện này, lòng dạ độc ác của bọn chúng khiến người ta phiền chán vác theo quan tài nên chưa đi xa được đâu. Lâm Trục Thủy nói, chắc chắn ban ngày sẽ trốn, buổi tối mới dám ra ngoài. Các cậu nghỉ ngơi một lát đi, tối nay chúng ta tiếp tục tìm. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng nghe vậy thì mừng lắm, dù sao thì số vòng mà bọn họ chạy trên sân thượng gộp lại chắc cũng ngang với cự ly chạy marathon. Lâm Trục Thủy chưa nói sẽ nghỉ ngơi ở đâu, hai người nọ đã dứt khoát chọn đại cái ghế bên cạnh bể máu để chợp mắt bài rèn luyện của lâm trục thủy phải nói là khá hiệu quả bình thường chu gia ngư làm sao ngủ nổi thể nào cũng run cầm cập ấy thế mà giờ đã ngáy khò khò thẩm nhất cùng cũng đã ngủ tiếng hít thở đều đều của cả hai vang vọng trong phòng bọn họ thiếp đi không biết rằng khóe môi của lâm trục thủy khẽ cong lộ ra một nụ cười gần như là dịu dàng nửa tiếng sau chu gia ngư thức dậy cậu ngáp một cái dụi dụi mắt mơ màng gọi, "Tiên sinh." "Lâm Trục Thủy, dậy rồi à?" "Dạ." Thẩm Nhất cùng nghe thấy tiếng nói chuyện cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngủ một giấc đã thật đấy. "Vẫn chưa đến lúc, chúng ta sang bên cạnh ăn vài món lót dạ đã." Lâm Trục Thủy hầu như không dùng cơm bên ngoài, chẳng qua là quan tâm Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất cùng mà thôi. Chu Gia Ngư không cậy mạnh, ngoan ngoãn đồng ý, thật ra cậu cũng thấy hơi đói. Ba người ra khỏi khu nhà, đến một quán cơm bình dân gần đó. Bầu không khí lạnh thấu xương ban nãy đã biến mất tăm, ánh nắng chiếu rọi khiến Chu Gia Ngư cảm thấy cả người đều ấm áp. Cậu nhớ đến lúc ở trên sân thượng, giữa ban ngày nhưng mặt trời như bị một tấm màn che phủ, âm u và lạnh lẽo. Trong ba người đã hết hai người nhìn vô cùng chật vật, lúc bọn họ bước vào, chủ quán cứ quay lại nhìn liên tục. Chu Gia Ngư đã đói lắm rồi cậu chọn vài món rồi nâng chén bắt đầu bào cơm với thẩm nhất cùng lâm trục thủy quả nhiên không có hứng thú với thức ăn hắn thậm chí còn không chạm đũa chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh chờ hai người trải qua chuyện nguy hiểm nên giờ ăn cơm bình dân cũng thấy ngon chu gia ngư đớp hết ba chén cơm rồi mới no thỏa mãn xoa xoa bụng thẩm nhất cùng vẫn đang cố gắng nhét nốt chén cơm thứ tư chu gia ngư chợt nhớ tới điều gì bèn bắt chuyện với chủ quán ông chủ này cho tôi hỏi khu nhà bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy ông chủ đang mải nhặt rau nên cũng chẳng thèm quay đầu lại khu nhà nào chu gia ngư khu nhà tập thể trong hẻm ấy à khu nhà đó hả không còn ai ở đó nữa đâu một năm trước có hỏa hoạn nhiều người chết lắm nên sau này trở thành nhà hoang tôi nhớ rõ người ta đã lên kế hoạch di rời nhưng chẳng hiểu sao đến giờ vẫn không thấy động tĩnh hòa hoạn. Chu Gia Ngư kinh ngạc hỏi, nhưng đứng bên ngoài đâu thấy gì? Sao lại không? Vách tường cháy đen thui luôn mà. Chủ quán nói rất nghiêm túc, rõ ràng không phải đang đùa. Xem ra khu nhà tập thể trong mắt người dân xung quanh khác hoàn toàn với những gì mà ba người nhìn thấy. Thế ông có biết hỏa hoạn làm bao nhiêu người chết không ạ? Chu Gia Ngư lại hỏi. Chủ quán suy nghĩ một hồi, thuận miệng nói, thông tin chính thức là mười mấy người. Nhưng cháy to như thế, nhiều nạn nhân cũng không tìm được nên đành báo mất tích. Cậu biết mà, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn mới ở nhà tập thể kiểu này. Bồi thường đúng chỗ, đa số cư dân cũng chấp nhận nên không làm lớn chuyện. Chu Gia Ngư cảm thấy sự việc càng lúc càng quái dị, một mình kẻ đó tuyệt đối không thể che giấu được đến nước này. Hèn gì khu nhà bị bỏ hoang mà không ai thấy lạ thậm chí còn giải thích tường tận vì sao cư dân ở đây lại chết. Lâm Trục Thủy im lặng lắng nghe, gương mặt vẫn bình thản không tỏ vẻ gì, dường như đã đoán được những chuyện này. Thẩm nhất cùng tức giận, không ăn cơm nữa, tại sao khu nhà ấy lại bị cháy vậy ông? Do đường dây diện cũ quá. Sao vậy? Các cậu có người thân ở đó hay sao mà hỏi kỹ thế? Chủ quán chỉ đoán mò thôi, chứ nhìn mấy vị khách trước mắt thì thấy không phải đặc biệt là lâm trục thủy tuy hắn mặc quần áo thanh nhã mộc mạc nhưng khí chất chắc chắn không phải của người bình thường không ạ à, chu gia ngư đáp chúng tôi tình cờ đi ngang trông thấy khu nhà tập thể nên hơi tò mò ồ ông chủ lại cúi đầu tiếp tục nhặt rau chu gia ngư ngẫm nghĩ một lát bước qua ngồi cạnh chủ quán rồi biếu ông một điếu thuốc ông chủ này thật ra tôi là nhà văn đi theo biên tập thu thập tư liệu nghe nói ở đây buổi tối hay xảy ra mấy chuyện ma quái, ông kể cho tôi nghe nhé. Bây giờ đã xế chiều, quán vắng khách, ông chủ cũng đang rảnh rỗi bèn nhận lấy điếu thuốc. chuyện ma hả? Ừm, hình như có một chuyện. Chu Gia Ngư, sao à? Mấy hôm giày ở phố trên có ba, bốn đứa trẻ bị mất tích vào buổi tối. Gia đình đã báo cảnh sát, nhưng điều tra vài lần vẫn không có manh mối nào nghe bảo camera an ninh bị hỏng nên cũng chẳng phát hiện được gì chu gia ngư lập tức lên tinh thần có thật không à quái đản như vậy sao chủ quán nhà khói thuốc tôi chỉ nghe mọi người nói vậy thôi tám chuyện sau khi ăn uống xong ấy mà rất có thể sự việc này là do kẻ đó gây ra chu gia ngư lại hỏi vài câu thấy ông chủ cũng không biết tin tức nào khác mới cảm ơn quay lại bên cạnh lâm trục thủy lâm trục thủy nói khá lắm chu gia ngư được khen kiêu ngạo ưỡn ngực thẩm nhất cùng âm thầm giơ ngón tay cái với cậu xác định được phạm vi đại khái đỡ hơn chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhiều nhưng sau khi ra khỏi quán cơm chu gia ngư chợt nghĩ mình đã làm chuyện thừa thãi với thực lực của lâm trục thủy thì dù hắn muốn tìm cái gì có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi hình như lâm trục thủy đọc được suy nghĩ của cậu nhẹ nhàng lên tiếng, cậu làm rất khá, ngoài phong thủy thì giao tiếp cũng là một môn học hay. Chu gia ngư ngựa ngùng đáp, tiên sinh, tôi cảm thấy mình kém cỏi quá. Lâm trục thủy, đừng vội, cứ từ từ học hỏi. Còn thẩm nhất cùng ở đây với cậu mà. Thẩm nhất cùng, tiên sinh, hay là tôi đi mua thêm gạo nếp nhé? Lâm trục thủy nhếch môi, mua gạo nếp cũng vô ích, gặp phải ma quỷ thật thì gạo nếp cùng lắm chỉ để nêm gia vị thôi thẩm nhất cùng chu gia ngư mong mỏi nhìn lâm trục thủy dè dặt lên tiếng tiên sinh tối nay ngài đừng dọa chúng tôi nữa hết sạch gạo nếp rồi nào ngờ lâm trục thủy lại cho một câu để tôi xem thế nào đã chu gia ngư thẩm nhất cùng hai người đều lộ vẻ tuyệt vọng thẩm nhất cùng thậm chí còn hận ngày ấy mình trẻ trâu ngông cuồng tại sao không kiềm nén bản thân mà lại chạy đi nếm trái cấm chứ làm nghề phong thủy mà yêu sớm quả là nguy hiểm con phố mà ông chủ quán cơm nhắc tới khá gần chỉ cách đó mấy con đường đây là con phố thuộc khu đô thị cũ từ cách quy hoạch đến kiến trúc đều lộn xộn nhìn đâu cũng thấy những căn nhà đang chuẩn bị dỡ bỏ đến phố trên lâm trục thủy cũng không vội vàng Hắn đảo bước trên đường, hình như đang tính cái gì. Thẩm Nhất Cùng cũng đang bấm ngón tay, nhưng nhìn nét mặt cậu chàng thì có lẽ không thành công, đôi mày cứ nhíu chặt. Chu Gia Ngư thiên phú trời ban nên cũng bớt phiền phức, vừa bước vào con phố này, cậu đã phát hiện bầu không khí khó chịu quen thuộc, tuy rất mơ hồ nhưng Chu Gia Ngư lại cảm nhận được rõ ràng. Cậu quan sát kỹ càng xung quanh, bắt gặp làn sương đen đang vương vấn giữa không trung làn xương này rất kỳ lạ, không thấy nó ở chỗ người đi bộ mà cứ bay lơ lửng, chẳng lẽ vật kia mọc cánh sao? Sắc trời dần tối, không biết có phải do vụ mất tích không mà người đi bộ càng lúc càng ít, tuyệt nhiên chẳng trông thấy bóng dáng đứa trẻ nào. Đa số cửa hàng cũng đóng cửa, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà con phố náo nhiệt bất chợt vắng tanh. Đồng hồ mới chỉ 8 giờ tối nhưng trừ ba người bọn họ ra, hầu như không còn ai trên đường nữa chu gia ngư ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm phát hiện sương đen đã trở nên dày đặc hơn nữa không còn bất động mà bắt đầu di chuyển giống như một dòng suối màu đen vắt ngang qua bầu trời ven đường trồng bảy tám loại cây khác nhau nào là tùng bách nào là liễu rủ gió nhẹ lướt qua khiến ngọn cây sao động tựa tiếng ai đang thì thầm lâm trục thủy chậm rãi bước đến một quảng trường cách đó không xa quảng trường rất bình thường ở giữa là một vườn hoa nhỏ và một cây hòe khổng lồ, bên cạnh là khu dân cư. Ánh đèn mờ ảo xuyên qua tán cây, phản chiếu những hình hài dị dàng. Quảng trường chẳng có ai, gió thổi xích đu kêu cót két. Chu gia ngư chợt cảm thấy có thứ gì rơi xuống tóc mình. Cậu đưa tay sờ lên đầu, phát hiện lá cây hòe đang rụng là tả. Giọng nói lạnh nhạt của lâm trục thủy vang lên, cây mà có quỷ, chính là hòe còn trốn làm gì ra đây đi hắn vừa dứt lời phía sau cây hòe chợt xuất hiện một bóng đen gầy gò chân tay nó dài ngoảng hiển nhiên không phải là con người cái bóng đứng đó yên lặng nhìn chằm chằm bọn họ phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn